xin chào quý anh em đam mê bộ môn gốm sứ và yêu văn hóa bản địa trên vùng cao nguyên Lộng Gió. Hôm nay em Huy đi lên Tây Nguyên xin giới thiệu cả nhà mình chiếc ghế nó thể hiện là tín ngưỡng tự nhiên đối với người đồng bào trên cao nguyên. Đó là một nét văn hóa trên cao nguyên. Ngoài ra những cái con vật như là con rùa này hay là con kỳ đà thì nó có cái hoa văn trên gốm và trên cục nhà, nó thể hiện được là sự sinh sôi nảy nở, sự tín ngưỡng về thiên nhiên với con người. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Em xin review cận cảnh những chiếc chế thể hiện những cung vật trên cao nguyên Đại Ngàn, miền của nắng gió. Em xin review cận cảnh này, điêu khắc tự nhiên trên gốm này. Đó, đây là con kỳ đà nha cả nhà. Thể hiện được sự sinh sôi nảy nở, gần gũi tự nhiên và sùng bái tự nhiên của con người Tây Nguyên đến với đó là con rùa này, chiều cao tầm khoảng 5 mái nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Đó là giao hòa con người với tự nhiên và tự nhiên với con người nha cả nhà. Đó là những cái linh vật này ấy, là ngoài ra trên gốm còn có trên cục nhà của người đồng bào trên công nguyên. Em xin review cái chiếc thứ hai để mọi người theo dõi. Sau đó em sẽ giới thiệu chi tiết cái chế bốn mùa trên cao nguyên Lộng Gió về hai chú hươu và lại hai chú thỏ. Kính mời cả nhà mình xem cận cảnh. Em xin giới thiệu này, cái chế này là ở chú thỏ này, là tức là chú thỏ không ăn cỏ ở hang, hoặc là thỏ khôn thì đào ba hang, người khôn là tính ba nước. Nên là men này rất giống, có nét giống men da báo nha cả nhà, rất là lạ. Men da lưng bánh mật chỉ bảy ra nha cả nhà, ở trên có hang ngọc. Là kính mời các bạn mình xem hoa văn thứ hai của tích bốn mùa. Đó, nên cái này là cái chế bốn mùa nên là có hai chú hươu hai chú nai á, hươu được nai được nha cả nhà, rồi hai chú thỏ, một là bốn mùa. Đó là mình xin chú nai ngàn ngơ ngác dặm nát cánh rừng già. Đó, mình xin giới thiệu cả nhà như vậy. Rất vui được kết nối anh em mọi miền Tổ quốc cùng đam mê bộ môn chế cổ, yêu chế cổ, yêu văn hóa, yêu đất nước, yêu con người Việt Nam. Mình rất là hạnh phúc được kết nối với anh em cùng đam mê. Cuối like đến lên Tây Nguyên, chúc cả nhà sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.